Vâng, xin kính chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm cho anh em xem một cái video về chiếc Zippo. Đây, cái mẫu này thì shop bán rất là chạy anh em nhé, và được rất nhiều anh em tiền dùng. Đấy, tại vì là cái mẫu này nó là thuộc cái dòng phổ thông. Đấy, phổ thông mà nó đẹp một cách đơn giản thôi, nó không cầu kỳ. Đấy, và rất là bền luôn. Nên là anh em rất là săn đón. Mẫu này thì shop bán tầm khoảng 3 năm rồi, và mình cảm giác là shop mình bán rẻ nhất về cái sản phẩm này anh em nhé. Đấy, những cái này là những shop khác bán toàn trên dưới 1 triệu không. Đấy, xem đấy. Và shop mình sẽ bán rẻ hơn anh em nhé. Ok, mình sẽ giới thiệu một cái cho anh em dễ nhìn nhé. Đấy, trước khi vào giới thiệu cái này thì anh em nào muốn xem nhiều màu khác thì lên Google nhé, hoặc chữ zipman.vn, đấy sẽ ra trang web của mình. Vâng. Đi vào chi tiết cây này thì cây này có chất liệu là bằng đồng nguyên khối anh em nhé. Đồng nguyên khối và bóng lì. Đấy, nó bóng lì, nó phản chiếu cái màu đen của điện thoại mình này. Đấy. Và khắc chữ Zippo, logo Zippo, Made in USA ở cái phần thân và phần nắp anh em nhé. Đấy. Rất là đẹp. Cái này là khắc ăn mòn axit, không bao giờ mòn hình được luôn. Đấy. Rất khó để mòn hình chứ cũng không phải bao giờ mòn hình nhá anh em nhé, anh em mài đi thì nó cũng mòn rồi đấy, và không bao giờ bay màu, mình chắc chắn là không bao giờ bay màu, tại vì cái này là bằng đồng nguyên khối. Đồng nguyên khối thì anh em dùng xong một thời gian thì nó sẽ xín ra màu vàng nước chè, anh em lấy cana anh em lau đi là nó sẽ vàng 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 óng luôn đấy. Cây này có bán lề 5 chấu đều và tròn đấy, 3 chấu nhỏ 2 chấu to. Những cây này thì theo mình là cầm xăng tầm khoảng trên dưới 1 tuần. Đấy, nếu anh em biết cách ví dụ như bọc ni lông vào cái ruột thì nó sẽ hơn nữa, hơn vài ba ngày nữa. Mặt sau thì đơn giản, không có họa tiết hoa văn gì hết, và có được dán tem anh em nhé. Chút nữa mình sẽ bóc tem ra cho anh em xem. Mộc đáy thì cây này có mộc đáy lồi, sản xuất năm 2020. Những cái nét chữ này rất là tinh xảo. Mình tư vấn cho anh em nhé, cái hàng hàng fake ấy, cái hàng giả ấy, thì cái vỏ này là sẽ không phải bằng đồng đâu. Đấy. Và chất liệu bằng đồng hay không để anh em nhìn sơ qua cũng biết. Đây, mình sẽ bóc ra luôn. Đây tiếng kêu của cái này đây anh em ạ. Đây. Rất là hay anh em nhé. Rất là đơn giản và rất là hay. Đấy. Nắp bên trong rất là sáng, sáng óng, bóng bẩy luôn. Bằng đốt thì có một cái sợi tim rất là thanh mảnh và được cuốn một sợi chỉ màu vàng. Đấy, cái đời mới là nó phải như thế anh em nhé. Ruột thì bằng thép chuyên dụng không dỉ, cái ruột không bằng đồng đâu anh em ạ. Ruột bằng thép chuyên dụng không dỉ, thế mới nó mới chịu nhiệt được anh em nhé. Bằng đốt có 16 lỗ. À. Hàng chính hãng thì anh em mua chỗ đâu nhé? Yêu cầu cái người bán sâu cho anh em chi tiết cổ đá và bánh xe. Đấy, hai chi tiết này là sẽ phân biệt được hàng thật hàng giá luôn anh em ạ. À. Cổ đá phải đây này, cổ đá là cái này. Phải cao lên từ đoạn này lên đoạn này này phải cao. Đấy. Và tròn đều. Ngoài ra bánh xe này phải cắt xéo. Để mình bắt nét cho anh em xem. Cắt xéo. Cắt xéo sâu như hình caro anh em nhé, nên là rất là bén lửa luôn. Đấy, anh em chỉ cần quẹt nhẹ là nó bắn tia lửa. Em chỉ cần quẹt 1/4 vòng này là nó bắn ra tia lửa, kết hợp với xăng chính hãng là nó sẽ cháy luôn. Mẫu này shop bảo hành trọn đời anh em nhé, anh em dùng có gì alo cho mình bảo hành cho anh em. Với ruột thì sẽ trùng năm 20, còn cái tháng A, B, C, D, F thì nó có thể trùng hoặc không trùng thì không thành vấn đề đâu anh em nhé. Đấy. Cái này để thay đá này, thay đá bằng đồng luôn. Đấy. Bên trong này, bên trong có một vài chấm là nó không thành vấn đề đâu anh em đổ xăng và dùng lâu thì nó cũng cũng bay đi thôi, anh em đừng chú ý cái vài chấm trong đấy nha. Đấy. Tiếng kêu cũng khá là hay luôn, rất là hay đấy. Vâng, mẫu này thì giá trên thị trường là trên dưới 1 triệu anh em nhé, nhưng mà shop mình vẫn bán với cái giá là 850.000 thôi. Đấy, 850.000 bán lại ít một chút, nhưng mà mẫu này shop bán rất là nhiều anh em nhé. Đấy, nó không phải là cái hàng mà limited nên là số lượng cũng khá là nhiều. Hiện tại shop mình thì còn tầm khoảng hơn chục cây thôi. Thế nhưng mà mẫu này hết thì mình sẽ nhập được.
cần thêm một chút thời gian thôi, chứ cứ hết là nhập được, nó không giống như cái mẫu giới hạn anh em nhé. Vâng, anh em nào muốn mua thì nhanh tay alo cho shop, số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình. Đấy, còn muốn xem nhiều mẫu khác thì lên Google nhé, tipman.vn. Anh em trên YouTube nhớ đăng ký kênh nhé. Vâng, xin kính chào anh em ạ.